Anh về rồi hả? Dịp gì đấy? Vợ nói ăn cho chồng mà cũng phải hỏi dịp gì sao? Nghe anh hỏi xong á, em thấy mình làm vợ tệ ghê. Đây, đem cất cho. Anh ngồi đi. Nhìn ngon quá. Không ngon mà mẹ anh nấu đâu. Mẹ anh là mẹ anh, còn em là em chứ. Anh dùng thử đi. Vị vừa phải. Nói chung là xuất sắc. Có quá khen em không đó? Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em, bao dung cho em. Anh không phải người bao dung. 5 năm trước anh đã có lỗi với em. Chuyện đã qua lâu rồi mà. 5 năm trước, nếu như em là anh mà anh hai ngăn cản hai đứa mình quen nhau như vậy á, có khi em còn chạy nhanh hơn anh nữa. Cảm ơn anh. Lúc em biết tin là anh đã đi kiểm tra gan vì muốn hiến gan cho anh hai em, mình là gia đình mà. Anh hai của em cũng là anh hai của anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ em hiến gan cho anh hai. Anh luôn nói là anh hạnh phúc và tự hào vì em. Nhưng không phải. Nếu như không có anh hai, em sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay đâu. Em muốn hiến gan cho anh hai để anh hai được khỏe mạnh. Nếu như em không làm được điều đó, em sẽ hận cả đời. Em làm vậy là đúng mà. Phẫu thuật xong, em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ luôn bên em. Cảm ơn anh. Em yêu anh. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy câu này của em đấy. Thật hả? Mình quen nhau lâu như vậy mà em chưa bao giờ nói với anh như vậy sao? Chưa bao giờ luôn. Anh muốn được nghe câu này nhiều hơn đấy. Được rồi, vậy thì em sẽ đền bù cho anh. Em định đền bù gì nào? Thì bây giờ mỗi ngày sau khi thức dậy, em sẽ nói câu này cho đến khi đi ngủ luôn, được không? Một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ. Anh chỉ cần thế thôi. Anh cảm thấy mình hạnh phúc quá. Em cũng vậy. Em biết không, tự nhiên
anh lại cảm thấy sợ. Anh sợ một điều gì đó sẽ cướp đi hạnh phúc của anh lúc này. Anh xin lỗi. Tự nhiên anh lại nói ra cái điều đấy. Anh đừng sợ. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Giờ là đi đấy hả con? Mổ xong nhanh khỏe rồi về với cô nhá. Anh Ngọc cố lên, có gì em sẽ vô đó thăm anh nha. Con cảm ơn cô. Ừ. Con mổ xong khỏe mạnh rồi, về cũng đừng trách gì mấy đứa em. Chung Ủa? Tôi lại vạ miệng rồi. Thôi đi anh, xe tới giờ nãy giờ rồi kìa. Con đi nha cô. Con đi nha cô. Con đi nhá. Này, mổ xong thích ăn gì thì cứ bảo nhá, cô sẽ nấu, cô mang vào tận nơi cho. Anh Ngọc cô lên. Nó đã khổ với mấy đứa em nó suốt cả đời rồi. Chỉ mong sao nó mổ xong khỏe mạnh, sống không bệnh tật gì, cứ sống được là vui rồi, chứ mà chết là hết.